thì thật sự rằng cái huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa giải thì tôi lần này là lần thứ ba, thì tôi cũng cảm thấy rằng cái cảm xúc nó cũng rất là bình thường, cũng không như lần đầu tiên là năm 2016. Thì tôi cũng cái là rất là vinh dự, là vì đây là một đội bóng mới mà tôi lại có một cái thành tích cá nhân, thì đó là cái vinh dự với một đội bóng mới. Cái thành tích này với một đội bóng mới và nó đội bóng không, tất nhiên là không nhiều thuận lợi như Hà Nội, thì theo ông nó có phải là một sự thừa nhận nó lớn hơn so với? Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái sự thừa nhận rất lớn, vì khi bạn đại diện đội bóng Hải Phòng cũng là một đội bóng gần như là làm lại từ đầu của cái mùa giải 2022, và cầu thủ thì phải đi mượn gấp nơi, nhưng mà đội bóng Hải Phòng là một cái tập thể đoàn kết và có một cái khoảng thời gian 14 trận vòng cuối mùa giải là bất bại, thì đấy cũng là một cái nỗ lực của cả một cái tập thể từ lãnh đạo cho đến cầu thủ. Trước cái mùa giải mới thì sẽ có những biến động về lực lượng, thì Hải Phòng đã có sự chuẩn bị như thế nào? Thì Hải Phòng thì năm 2023 thì chắc chắn cái biến động về nhân sự rất lớn, thì Hải Phòng đã có những cái mối quan hệ để mà đi tìm những cái con người để bổ sung. Thì bây giờ thì thời điểm này thì chưa có ai là chính thức, nhưng mà chắc chắn là trong thời gian quay lại ngày 10 tháng 12 thì chắc chắn là những nhân sự đấy sẽ đến câu lạc bộ Hải Phòng. Với cái sự biến động này thì nó có ảnh hưởng đến mục tiêu không? Sau khi ngôi Á quân ở mùa vừa rồi thì mình có mạnh dạn đặt chỉ tiêu cao hơn? Thì cái mùa giải 2023 thì nó sẽ rất khó cho tất cả các đội, là vì còn phải tách tốp mà cái thời cái khoảng không có lượt đi lượt về, thì cái trận số trận nó sẽ thi đấu nó sẽ ít đi, thì cần phải có cái sự nỗ lực và tập trung ngay từ đầu. Thì câu lạc bộ Hải Phòng thì chỉ là đặt mục tiêu làm sao cố gắng vào top 6. Câu lạc bộ Hải Phòng thì khi mà mùa giải 2022 thì đặt mục tiêu là chủ hạng và phấn đấu từng trận đấu một, tùy từng thời điểm để làm sao mình đặt cái thành tích nó khả dĩ hơn. Thì câu lạc bộ Hải Phòng vẫn xuyên suốt là cứ tập trung từng trận đấu một. Thì tất nhiên là câu lạc bộ Hải Phòng không nghĩ đến cái chức vô địch, vì thật sự là nó quá xa vời đối với câu lạc bộ Hải Phòng. Thế nhưng câu lạc bộ Hải Phòng với cái thành công của 2022 là cái sự nỗ lực của từng trận đấu và cái lượt về, là câu lạc bộ Hải Phòng là thành công nhất, là có 14 trận bất bại, thì có 4 trận hòa và 10 trận chiến thắng, thì câu lạc bộ Hải Phòng mới có được cái vị trí tốt như thế.